Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ trong chương trình Phong Cách Số, Thành Trung sẽ kết nối những thắc mắc, những câu hỏi, những khó khăn mà các khán giả đã gửi tới chương trình để có được sự tư vấn giải đáp của các chuyên gia trong phần dấu chấm hỏi. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Trần Thu ở địa chỉ email trầnthu242930 a@gmail.com. Bạn đã gửi câu hỏi tới chương trình như sau: Phong Cách Số cho em xin ý kiến tư vấn về chất lượng LG Prada 3.0. Em đang muốn mua máy này nhưng không biết chất lượng ra sao. Nếu có thể thì cho em xin địa chỉ uy tín để mua máy. Em xin cảm ơn. Đây là dòng sản phẩm đã ra mắt từ khá lâu rồi và hiện tại thì không được LG hỗ trợ về phần mềm nữa. Và Prada thì đây là dòng sản phẩm nổi tiếng trong thiết kế và trong những thời điểm vào cuối năm 2012, và hiện tại thì nó được hãng hỗ trợ lên phiên bản Android 4.1.2 hoặc là 4.0.4. Thì khi mà bạn mua máy này thì bạn có thể yêu cầu các kỹ thuật viên ở cửa hàng điện thoại có thể nâng cấp cho bạn hai hệ điều hành mới này. Và ngoài ra thì LG Prada nổi bật ở thiết kế phần cứng như là RAM 1GB, có bộ nhớ trong 8GB và sử dụng CPU 2 nhân và mỗi nhân là 1GB. Và đây là một trong những sản phẩm mà tầm trung có cấu hình thấp. Tuy nhiên thì nó cũng được hãng hỗ trợ lên Android 4.1.2 là bản cao nhất.